Xin chào, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Video Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các anh em một dàn karaoke trong phân khúc cao cấp, là sự lựa chọn tối ưu nếu các anh em cần một dàn karaoke với thiết bị chính hãng, âm thanh chất lượng kết hợp với nhiều tính năng hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu rất cao nhất. Có anh em nào có ý định tìm kiếm dàn âm thanh khủng cho phòng hát karaoke để kinh doanh đắt như tôm tươi trong dịp Tết này? Một dàn karaoke với đầy đủ các thiết bị âm thanh khủng, đủ sức cân cả các không gian phòng hát VIP có diện tích lớn hơn 40m2. Một dàn âm thanh karaoke hiện đại, hát cực feel, âm thanh cực chất, cập nhật theo xu thế để đáp ứng nhu cầu khách hàng khó tính nhất. Được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, có thể cân đủ mọi loại nhạc từ dòng nhạc trữ tình sâu lắng hay nhạc đen sôi động, chiều lòng khách cũ, rủ thêm khách mới. Chỉ với hơn 80 triệu đồng, các chủ đầu tư phòng hát sở hữu ngay dàn karaoke với âm thanh sang trọng, đẳng cấp như sân khấu chuyên nghiệp. Tại sao không đầu tư ngay dàn karaoke Vidia 8X là chìa khóa kinh doanh của các phòng hát karaoke VIP hiện nay? Chỉ với một vài thiết bị như sau: Main E3 TX6400, bộ kiểm soát nguồn BS Audio BF10 Plus, đầu karaoke Okara M10 6TB, Mixer E3 K9800, Micro E3 V660, màn hình cảm ứng Okara 22 inch, Sub E3 F115, loa karaoke BS Audio UK11 Pro. Đầu karaoke Okara M10 với thiết kế vàng đồng thể hiện sự tinh tế và hiện đại, khả năng lưu trữ khổng lồ, bộ nhớ lên đến 6TB, cập nhật ngay những bài hát mới nhất và lưu về những bộ phim mà mình yêu thích nhất, đồng thời cho đến hình ảnh sắc nét Full HD. Màn hình cảm ứng karaoke 22 inch với màn hình phủ thêm một lớp chống lóa giúp chọn bài trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn, còn có tăng thêm độ sang trọng và hiện đại cho dàn karaoke. Âm thanh ra loa trở nên chất lượng hơn nhờ chiếc main cao cấp E3 TX6400 với khả năng khuếch đại công suất khủng lên đến 800W cho mỗi kênh. Với mixer E3 K9800 sở hữu khả năng chống hú rè lên tới 98% và giải tần rộng từ 10Hz cho tới 20kHz, việc xử lý âm thanh trở nên chuyên nghiệp và cho tiếng vang cực mịn, tiếng hồi cực hay. Sự kết hợp giữa main và mixer giúp âm thanh ra loa được tái hiện một cách chính xác nhất, mạnh mẽ nhất, nhạc ra hài hòa giữa tiếng ca và beat nhạc. Micro bằng kim loại nguyên khối chống va đập tốt, sở hữu 200 kênh tần số, hút âm cực kỳ tốt, chống hú tự động và có thể hoạt động liên tục trong 8 giờ liền mà không bị hú rè. Loa VS Audio UK11 Pro với công suất cực đỉnh giúp loa mang đến âm thanh mạnh mẽ, bỏ tạp âm, trau chuốt chất âm, tiếng nhạc và giọng ca trở nên sắc nét. Loa súp hơi 5 tấc với công suất 1000W cho âm bass khủng, phủ âm đầy phòng, nhạc đầy lực hơn. Phụ kiện dây nối theo dàn đều là hàng chất lượng. Và nhờ có bộ kiểm soát nguồn BF10 Plus, dàn được đảm bảo an toàn khỏi các tai nạn sốc điện và cháy nổ xảy ra, bảo vệ một cách tuyệt đối nguồn điện nhà các anh em. Với giá 85.990.000, anh em sở hữu ngay dàn âm thanh cực chất lượng cho quán nhà mình nhé. Ưu đãi bất ngờ mừng xuân đang tới khi mua chọn bộ dàn âm thanh VNKARA 8X duy nhất chỉ có tại Video Shop sẽ được nhận ngay những phần quà khủng: tặng chân loa trị giá 800.000, dây loa Monster trị giá 1.500.000, dây AV xịn trị giá 500.000, dây HDMI trị giá 500.000, dây Canon trị giá 300.000, tặng hai cùng loa trị giá 200.000, công lắp đặt tận nơi trị giá 900.000, bảo hành tận nhà 15 kỳ trị giá 1.500.000, bí kíp cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 300.000, và đặc biệt bao cân chỉnh lại trong vòng 1 tuần đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đặt hàng ngay để nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại Video Shop. Hãy để lại số điện thoại bên dưới, sẽ có nhân viên gọi lại và tư vấn cho các anh em. Hoặc gọi đến số hotline 0902 799 186 để được hỗ trợ nhé. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.